Hi, xin chào mọi người, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Anh Giao Hàng May Mắn. Vừa rồi mọi người đã trải qua một cái kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 khá là dài đúng không? Nếu mà ai làm cơ quan nhà nước hành chính thì được nghỉ đến 5 ngày, còn làm công nhân bình thường hoặc là những công ty tư nhân thì cũng được nghỉ 2-3 ngày. Tuy nhiên, đối với nghề shipper và các ngành dịch vụ nói chung thì lễ thường chỉ được nghỉ từ 1 đến 2 ngày. Nếu ai nghỉ nhiều hơn thì phải đi làm bù, còn ai nghỉ ít đi làm trong ngày lễ thì sau đó được nghỉ bù. Tại vì quy tắc chung của ngành dịch vụ là cái ngày mà người ta được nghỉ thì mình phải đi làm để mình phục vụ khách hàng đó. Rồi, sẵn trong video này thì cho mình gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Các bạn đã xem video và có những bạn đặt câu hỏi trên những comment. Thậm chí các bạn còn nhắn tin Zalo và gọi điện thoại cho mình để hỏi về cái cách để đi làm shipper, thì mình cũng có trả lời. Và không biết là mấy bạn có tiếp tục để xin vô làm shipper hay không, nhưng mà trong video lần này thì mình sẽ quay lại gần như là một ngày đi làm của shipper sẽ làm những cái gì, cụ thể sẽ làm cái gì. Thì có bạn hỏi mình là khi mà mình đến bưu cục, mình nhận hàng, mình chất hàng lên xe, mình chất hàng vô giỏ rồi mình ràng hàng như thế nào, rồi một ngày giao được bao nhiêu đơn đó. Thì trong video này mình sẽ cố gắng mình quay cụ thể nhất cho mấy bạn theo dõi là nhận hàng như thế nào, rồi chất hàng lên ràng như thế nào, rồi giao hàng như thế nào. Rồi khúc cuối thì sẽ có những cái cảnh mà có thể là khách hàng sẽ không bao giờ thấy được khi mà đi làm shipper thì mới gặp được những cảnh này. Mọi người cố gắng theo dõi đến cuối video nha. Vào mỗi buổi sáng á, thì công ty quy định giờ đi làm là 7 giờ rưỡi có mặt ở kho. Tuy nhiên sẽ có những anh shipper người ta sẽ đi làm sớm hơn để vào kho người ta điểm danh. Sau khi điểm danh á, thì sẽ phải cắt những cái bao hàng ra để chia hàng. Tại vì mấy bạn biết là hàng từ xe tải á, bỏ xuống kho từ khuya cho đến sáng á, mấy chuyến xe tải bỏ xuống thì hàng sẽ được cho vào bao hoặc là túi chống sốc, thì phải cắt ra rồi phân chia theo khu vực của anh shipper nào thì hàng sẽ nằm ở đó. Và sau khi phân chia về khu vực của từng anh shipper thì các bạn điều phối sẽ xuất hàng vào trong app. Thì mấy bạn thấy là các bạn điều phối này đang xuất hàng vào trong app của mình, và khi xuất hàng vào trong app điện thoại thì mình phải kiểm soát được số đơn hàng ở trong app và số đơn hàng thực tế. Và nếu mà đến chiều mà thiếu hay là mất thì mình phải bỏ tiền ra mình đền những đơn đó. Rồi sau đó tôi sẽ chất hàng vào trong giỏ, thì mọi người thấy là chất những cái hộp vào trong cái sọt, rồi bao quần bịch quần áo thì mình sẽ bỏ vào trong cái giỏ. Sau khi mà mình chất hàng vô giỏ và chất hàng vô sọt thì sẽ ràng hàng lên xe. Nhưng mà còn một cái bước nữa, đó là mọi người nên chụp hình tất cả những đơn hàng trước lúc ở kho. Tại vì quy định là khi mà mình giao đơn hàng cho khách thì mình phải chụp hình trước cái đơn hàng. Thì nếu mà buổi sáng mọi người chụp hình trước tất cả những đơn ở kho thì lúc mà giao mọi người khỏi cần phải chụp hình lại. Và một cái nữa là mình nên điện thoại trước một số đơn, ví dụ như những đơn nào mà mình biết là khách sẽ thường xuyên hẹn, hoặc là những đơn mà chưa đủ ca quỹ nhưng mà chắc chắn là mình không giao được nữa, kiểu như vậy khách kiểm tra hàng rồi khách không nhận á, nhưng mà chưa đủ ca quỹ á, thì mình cứ chụp hình xong mình để ở kho luôn, mình khỏi phải chở theo. Tại vì sẽ có những cái khu á 7, 8, 90 đơn thì không thể nào mọi người chở một chuyến được hết, thì làm sao làm mọi người có thể lọc làm sao một chuyến của mình chở đi được nhiều nhất và tiện lợi nhất, không phải tốn tiền xăng, không phải chạy đi chạy tới chạy lui nhiều lần đó. Thì thường thì tôi sẽ giao những cái đơn hàng bự trước, thì mọi người xem quy trình một lần tôi giao cái đơn hàng đầu tiên nó như thế nào ha. Hai triệu 767 nghìn. Dạ đúng rồi, 2.767.000. Rồi, cảm ơn. Rồi, đúng rồi chị.
À, hôm trước có bạn kia comment hỏi tôi á, là cái tiền thối á, là mình sẽ dùng tiền của mình để mình thối hay là mình dùng tiền của những đơn hàng trước của mình thối, thì cái nào nó cũng giống nhau hết nha các bạn. Alo. Đang đâu á? À, đồ chị em để ở kho rồi. Kho chỗ cũ hả? Đúng rồi, chỗ khu dân cư á. Rồi lát chị em chị lấy nha. Rồi. Chuyển khoản rồi nè. Đúng rồi. Công ty cổ phần ngân hàng tiết kiệm. Đúng rồi. Ngày nó quen nhiều lại nhiều quên ta. 899 thôi. Ủa. Phải đó không? Thấy mẹ cho em mượn lại em quét bấm lại cái mã khác. Nào quét lại mã này nè. Em nữa thanh toán đơn của người ta rồi. Nó có giá tiền luôn á. Đúng rồi. Đúng là công ty rồi phải không? Đúng rồi. Nãy em đưa chị quét lộn cái mã của đơn khác. Số tiền khác. Rồi ok qua rồi. Rồi. Rồi mấy bạn thấy đó, muốn thanh toán bằng cái gì cũng được, bằng tiền mặt hay thối bằng tiền gì cũng được, miễn sao đến cuối ngày tiền mặt hay là tiền ngân hàng gì đó mà bạn nộp đầy đủ số tiền hàng cho công ty, còn tiền dư tiền bo là bạn được giữ. Thì vừa rồi mấy bạn thấy là những cái đơn hàng đầu tiên á, thì rất là dễ, chỉ cần việc giao rồi thu tiền hoặc là giao xong rồi chuyển khoản thì nó quá dễ đúng không? Thì tại vì những cái đơn hàng đầu tiên á, tôi thường giao những cái đơn nó ok, khách có tiền bo hay là này nọ để cho nó khởi đầu suôn sẻ. Thì tiếp theo là tới hai đơn này thì khách hẹn ra góc me để giao, bây giờ giao ở nhà sẽ bị mẹ la. Với lại tôi thấy có khá nhiều khán giả đang bị lầm tưởng giữa shipper giao hàng với lại các cái anh rap hay là những cái dịch vụ ở những cái thành phố lớn á. Thì để tôi phân biệt ha, shipper giao hàng là giống như nhân viên bưu điện ngày xưa mà mọi người biết vậy đó, tức là nhận hàng từ bưu điện và đi giao đến cho khách và cuối ngày thì nộp tiền lại cho bưu điện. Thì bây giờ ngoài bưu điện ra thì còn có các cái đơn vị chuyển phát nhanh khác, với lại 545 coi như 415 đi, 415 với 400 với 500 là 900, 15 với 45 là 60 là 960 hối lại 1.000 hai cái nha. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 nè, đâu 1, 3, 4, 5 456, 9 đúng rồi. Rồi, 60 nè. Lấy hai cái mềm ha. Cái này có kiểm gì không? Shop Tú Tú này có kiểm gì không? Tại vì nó ghi là vui lòng quay video khi bốc hàng để giải quyết khiếu nại. Rồi kiểm đi. Nó còn lơ cái mặt em ra không? Không. Em quay hàng thôi chứ quay khách làm gì. Ủa bữa nay thứ bảy à, cấp 3 thứ bảy vẫn học mà đúng không? Ừ, vẫn học bình thường. Thì dạy trung tâm ở dưới chỗ gần bệnh viện hả? Gần viện Medit hả? Trung tâm dạy trong trường nhưng mà tại vì mua hãm đăng điện là lúc đó đang dạy thêm trung tâm. Em trong đó. Em không có qua bên đó, khu bên đó có một bạn khác. Mình chạy qua thì kỳ á, tiếng của người ta. Đặt quá trời luôn, sao mẹ thấy mẹ chửi thôi. Ờ. Sao hẹn kem mà này thành trắng luôn rồi. Hẹn ra đây là biết rồi. À ok đó. Ok ha. Rồi. Rồi sau một cái buổi sáng giao được tầm khoảng 30-40 đơn hàng nhỏ, quần áo đồ đó, thì tới buổi trưa thì tôi quay về kho tôi lấy thêm những cái đơn hàng bự. Có mấy bạn thấy những cái thùng hàng hoặc những cái bao đó phải chở thêm chuyến nữa. Rồi quay trở lại cái phân biệt giữa ráp với lại chuyển phát nhanh,
Thì ngoài bưu điện ra thì có các cái hãng chuyển phát nhanh mới như là Giao Hàng Nhanh, Giao Hàng Tiết Kiệm, GNT, Viettel Post, rồi Nhất Tín, đó là những cái hãng chuyển phát nhanh. Còn Grab với lại Loship hay là Uber ngày xưa đâu đó ship hàng thì các anh ship đó anh phải ứng tiền trước rồi anh giao đơn hàng anh thu tiền đó, nên nếu mà bị bơm hàng á, thì mấy anh đó sẽ bị mất tiền. Còn đối với chuyển phát nhanh á, nếu mà bị bơm hàng thì các bạn sẽ hủy trả về shop thôi, các bạn chỉ bị mất một cái á, là không được lãnh lương của cái đơn đơn thành công đó và không được bất cứ một cái tiền gì khác hết, và coi như là mình lỗ tiền xăng, tiền điện thoại, tiền chi phí. Rồi cái video thì cũng hơn 10 phút rồi, thì còn cái phần tiếp theo tôi sẽ làm thành một video nữa mọi người xem vào buổi trưa và chiều thì tôi sẽ làm gì khi đi vô hàng ha.